còn nói nếu mà đi mua đằng tẳng quả gỗ mà ví dụ một vài chục triệu không xẻ bao giờ xẻ được cái môn này đâu, cửa võng ở đâu các bác ạ. Đây là quả gỗ dày tới, quả gỗ này là anh ấy về anh bảo họ mua hàng trăm triệu, hơn 100 triệu ấy. Thì để họ xẻ láng cho một tấm 6 phân các bác nhá. Dạ, xin chào cô chú anh chị ạ. Đây em vừa nay là có bộ bàn sập thờ, vua sập thờ của chú khách ở trong Bến Tre. Là hôm nay là em sơn xong. Yêu cầu của chú là chú làm một bộ vua sập thờ chân 30 các bác ạ. Chân này là chân 30. Chân 30. Dạ tiền tới 12 phân liền khối, dạ ngang 12 phân. Hai tầng cổ chỉ dày 5 phân. Và khuôn 5. Đây là phần khuôn, khuôn 5 ván 2 phân. Và cái bề chiều rộng này các bác này, cái chiều rộng này, chiều rộng này của chú làm là rộng hơn mọi người là rộng tới 1m55. Đây có vị khách ở Bến Tre các bác nhá, ở chú khách ở Bến Tre đấy ạ. Rộng tới 1m55 thì là chú có một không gian nhà thờ là riêng, nên là chú muốn thờ một bộ bàn thờ to. Thì qua trên video chú cũng xem vì em lắp cho ở An Giang một bộ cũng chân 28, nhưng mà chú lại thích đây, chú đặt chân 30 cơ. Chú thích theo cái mẫu của chú chân hay tạ chân ở trong An Giang, nên chú đặt bộ này chân 30 to hơn và rộng hơn. Đấy. Thì qua trên là chú xem video chú thấy cái bộ đấy là chú làm như vậy. Bộ này là rộng tới 1m55 và cái cấp ở trên, cấp thứ hai này là dài 2m37. Cái bàn này của chú lại không gian rộng, chú bộ phòng thờ rộng lắm, 2m37 và chiều rộng này là 69. Và cái cấp thứ ba này là dài 2m37 và rộng 38. Rộng 38 để chú để cỗ ngai các bác nhé. Thì cỗ ngai này của chú là chú làm mặt tiền là 61 và chiều sâu là 38, nên là để vừa cấp. Thì các bác biết vì sao không? Vì là cái cỗ ngai này, cỗ ngai này là để tính cho nó vừa được rộng cái mặt bàn này thì mình chỉ làm cấp 38 để vừa ngai thờ. Thì cái độ chiều mặt tiền này cũng là để không gian này để bày hoa quả và cỗ rất là rộng. Nếu mà mình làm cấp mà nó to ra 47 thì tự nhiên mất thêm 10 phân nữa. Mất thêm 10 phân nữa thì nó bé mặt bàn đi. Nên chú làm vậy là bây giờ là ngay ngày các cụ ngày xưa thường thường 47 nhưng mà ngay bây giờ thì làm 38 được các bạn. Để tiết kiệm chi phí vừa mất thêm tiền mà nó cái mặt bàn này nó lại được rộng ra nha các bác nhá. Còn là cái ngai thì mặt tiền là 61 và chiều cao là 87, rộng 38. Chú có thờ một cái bài vị có khắc chữ là Cửu Huyền Thất Tổ. Cửu Huyền Thất Tổ các bác ạ. Và phía bên dưới này của chú lại làm thêm một cái bàn cơm. Một cái bàn cơm này dài tới 1m55 và chiều rộng này là 69. Đấy, thì chú muốn là cái bàn cơm này cho vừa trong phần để lúc chúng ta cứ vào nó tiện. Đấy. Còn dạ tiền bàn cơm này dày 7 phân liền khối các bác nhá. Dạ 7 phân liền. Đó. Mặt liền luôn. Đây chất liệu hoàn toàn là gỗ gỗ đỏ các bác ạ. Đây là em vun cái màu gỗ đấy ạ. Đây là cái màu gỗ gỗ đỏ là cái vân của gỗ đỏ này. Cái vân của gỗ đỏ thì nó nhiều cái chất đá vôi hơn các bác. Bộ này đặc biệt ra là nó rất là to các bác ạ, thì nó dài tới 2m37 mà chân 30. Thì nhìn cái không các bác nhá, sáng nay có một chú khách, chú ở trong miền Nam, giờ chú muốn đóng về Nam Trực. Thì chú hỏi là bây giờ của chú là chú đóng một cái bàn 2m17 mà rộng 1m07 thôi, đóng chân 28 hoặc 30 nó có thô không? Thì em cũng xin trả lời thật là em bảo là nếu mà chú đóng một rộng 1m07 mà đóng chân 28-30 thì rất là thô các bác ạ. Thì chú bảo là chiều nay là bố chú sang trực tiếp và xem chân như thế nào. Vì em nhìn ở trong ảnh thấy chân 24 nó nhỏ, muốn đóng chân nó to. Nếu mà các bác cô chú anh chị muốn đóng những bộ sập thờ chân từ 28-30 thì các bác cô chú anh chị nên đóng 2m17. Và chiều rộng này là mình làm hoặc 1m27 là làm tam cấp, mà không thì làm rộng ra 1m27 chứ làm 1m07 mà chân 28 hoặc 30 thì nhìn rất là thô các bác ạ. Thì đây như cái chú khách ở Bến Tre này chú đặt tới 2m37. Đối với bàn cơm các bác ạ, đối với bàn cơm thì là đây là không gian là chú làm dài, bàn dài tới 2m37, chú làm bàn cơm là 1m55 các bác ạ, và rộng 69. Nhưng mà em chia sẻ thật với các bác, cô chú anh chị là đối với bàn cơm nhá, thì nhiều bác
đặt là cao để bên ngoài nó che đến lưng chừng này. Thì tự nhiên cái bàn thờ, cái dạ cá này các bác làm nó rất là quý các bác ạ. Vì cái bàn đẹp thế này thì mình bày làm sao để nó khoe không gian này ra. Còn cái bàn cơm là mình chính là đút vào trong gầm này, các bác này. Đấy, đút vào trong gầm lúc khi các bác dùng thì các bác lôi ra thì nó rất là thuận tiện, không cần nữa thì mình đút vào. Đấy các bác ạ. Đấy. Chứ còn nếu mà các bác làm che lên là che hết cái phần dạ này thì tự nhiên là cái bàn này nó xấu đi rất là nhiều các bác nhá. Thì đối với cái hàng chân 30 thế này các bác ạ, từ 28 đến 30 thế này thì như em ấy là em dùng, như em nói là bây giờ các bác dùng dạ dày từ 12 phân trở lên thì nó mới đẹp, mới cân được các bác ạ. Nếu dạ dày 10 phân thì nếu mà lắp vào chân 28 hoặc 30 này thì nó không đẹp bằng dạ 12, 13 phân đâu các bác ạ. Để nói về phần dạ thì tự nhiên cái chân này to mà các bác, thì các bác phải đẩy cái dạ này dày lên thì tự nhiên là nhìn cái bàn nó cân đều hơn. Đấy các bác nhá. Còn nếu mà mình lắp dạ 8 phân, 10 phân thì vào cái chân nó rất là gồng, nhìn nó không đẹp. Nên là ít nhất các bác lắp từ dạ từ 12 phân trở lên các bác ạ. Thì chú ngoài ra chú đặt thêm một bộ cửa võng và y môn. Thì đây là không gian là chú là riêng một phòng thờ nó rất là cao, chú là cao mà rộng. Nên là chú đặt một cái cửa võng, đầu tiên là chú đặt cửa võng này là em làm dài, là chú đo lấy là dài tới 3m54 các bác ạ. Và chiều rộng này em làm tới 76 rồi. Mà nhìn khi vẫn là nhà nó vẫn cao. Nên là bắt buộc chú lại làm thêm một tấm bi môn. Tấm bi môn này thì là làm dài 2m54 và cái chiều rộng này em làm rộng 47 các bác ạ. 47 để các bác biết vì sao không? Để một bộ cửa võng mà mình làm rộng có từ trên xuống dưới vậy thì rất là bấy. Thì bắt buộc mình làm một tấm bi môn ở trên để lên chốt cửa võng. Để hạ xà đấy các bác ạ, để nó trùng bớt cái cửa võng xuống. Cái không gian nhà nó đỡ cao, nhìn nó xấu nên là mình làm bắt buộc là mình làm tấm bi môn vào. Nếu mà không gian nhà từ tầm 38 4m trở lên thì các bác nên làm cửa võng là các bác phải làm thêm bi môn. Còn không gian nhà mà tầm 3m, 3m2 thì các bác không cần làm y môn các bác ạ. Chỉ cần làm cửa võng thôi. Không gian chiều cao đó các bác ạ. Nếu mà chiều cao ấy nhá, các bác lưu ý là chiều cao tầm 3m2 trở xuống thì các bác chỉ cần làm cửa võng. Còn từ tầm 3m7, 3m8 trở lên thì các bác nên làm thêm một tấm y môn nữa. Đối với cái cửa võng này thì là em làm dài tới 3m54 nhưng mà cái chiều đuôi này của em làm tới 2m17 các bác ạ. Chiều đuôi này vì là các bác biết vì sao nhà nó cao thì đuôi em phải cho trùng xuống. Đuôi trùng xuống là dài tới 2m17. Hàng toàn bộ, tức là dạ dày tới 6 phân. Chú thích làm dày, em làm dày tới 6 phân các bác nhá. 6 phân thì em chắp thêm. Hàng 6 phân rất là dày các bác ạ. Đấy, cái hàng cửa võng này đấy. Bây giờ là chiều nay là em đóng gói, là đóng cả kiện luôn. Đóng kiện bên ngoài là để gửi vào trong Bến Tre các bác ạ. Đối với không gian nhà thờ các bác ạ, cả cái thờ gia đình hay là nhà thờ về thờ họ thì các bác là thường thường là hay dùng mẫu là mai, đây là mai hóa long. Thì là nhiều bác ấy cũng bảo em đục cái mẫu gì nó có đầu cổ ở dưới. Đấy. Thì nhà tôi là nhà thờ thì các bác ở đây là hàng mai hóa long thì nó có đầu cổ các bác ạ. Đấy. Còn nếu mà không gian nhà mà ba gian, làm nhà thờ ba gian như em đang làm cho khách ở Hưng Yên, ở Hưng Yên đấy thì là làm ở giữa là em làm quang là hồng chữ và hai bên là mai hóa các bác ạ. Nếu mà không gian nhà ba gian thì mình làm ở giữa là hồng chữ còn hai bên là làm mai hóa. Thì hàng này thì nhà chú đây là chú không thiếp vàng, không điểm vàng mà chú lại phun chay hết các bác nhá. Hàng chất liệu là gỗ gỗ hết, đây là 100% gỗ gỗ. Mà cái gỗ này thì em cũng phải lựa lọc lắm bác ạ. Kiếm được một tấm gỗ mà dài tới 3m54 này mà để làm cửa võng y môn thì rất là khó các bác ạ. Vì anh ấy đi mua đây là tấm lá sập đấy, họ xẻ ra để mua lẻ đấy các bác ạ, thì mới được một tấm gỗ thế này. Còn nói nếu mà đi mua đằng tẳng quả gỗ mà ví dụ một vài chục triệu không xẻ bao giờ xẻ được cái y môn này đâu, cửa võng ở đâu các bác ạ. Đây là quả gỗ dày tới, quả gỗ này là anh ấy về anh bảo họ mua hàng trăm triệu, hơn 100 triệu ấy. Thì để họ xẻ láng cho một tấm 6 phân các bác nhá. Thì đối với những cái bộ cửa võng hay là y môn hay là bất kể cửa cuốn thư câu đối, hàng mai hóa này thì thường thường là phù hợp đi với hàng mua thập thờ, mẫu mua thập thờ hoặc mẫu rơi ngậm chữ phúc các bác ạ. Đấy, thì nó rất là hợp đối với cái hàng mai hóa long hay là phượng hồng. Đấy,
các bác nhá. Ở trên đây em cũng vừa chia sẻ cho các bác cô chú anh chị về những cái mẫu cặp cờ cửa võng. Thì hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác.